Hi, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Trang Cinekin. Và hôm nay tiếp tục chủ đề Trang sẽ gửi đến cho các bạn chăm sóc da sau khi make up, chuẩn 6 bước giúp cho da được mịn màng. Để có được làn da mịn màng thì mình cần phải biết những cái bước sau lớp trang điểm như thế nào. Trang mời các bạn cùng theo dõi tiếp video của Trang. Tại sao cần phải chăm sóc da đúng cách? Vì chăm sóc da đúng cách nó sẽ rất là quan trọng trong việc mà giúp cho làn da các bạn được tươi trẻ, cũng khỏe mạnh cho làn da của mình hơn. Thì mình cần phải có những cái bước chăm sóc cũng như là mình biết những cách nào chăm sóc cho làn da. Thứ nhất đó là gì? Mình sẽ loại bỏ đi những cái tích tụ trên làn da của mình. Vì một suốt ngày dài mình đi làm nè, kem chống nắng hay nào là kem trang điểm trên mặt của mình, cho nên sau đó về là mình phải làm sạch nó đi, cũng như mình loại bỏ đi những cái gì nó làm tích tụ trên làn da, cho da các bạn dễ bị mụn hơn, cũng như nó làm da các bạn nhiều vấn đề khác xảy ra. Cho nên việc đầu tiên là mình cần phải loại bỏ đi những cái bụi bẩn trên làn da của mình. Thứ hai là hồi phục da, là sau một ngày dài mình tiếp xúc với mỹ phẩm, làn da mình nó phải chịu né đi những cái kem phấn đè chèn ép lên trên khuôn mặt, lấy đi những cái tích tụ trên làn da của mình đi, thì mình phải dưỡng ẩm vào thì da mình nó sẽ càng sức sống hơn, cũng như giúp cho da các bạn được khỏe mạnh hơn. Thứ ba nữa là giúp ngăn ngừa được lão hóa. Thì sau khi các bạn lấy đi những cái tích tụ trên làn da của mình, biết chăm sóc những da của mình thì nó sẽ duy trì được làn da các bạn không có bị lão hóa sớm, cũng như giúp cho da các bạn được khỏe mạnh hơn. Cho nên mình phải cần phải hiểu được những cách chăm sóc da như thế nào đúng cách thì da các bạn mới được khỏe mạnh cũng như là được tươi sáng hơn. Thì đó là những ba yếu tố nhất mà Trang gợi ý cho các bạn. Các bạn hãy áp dụng thử giùm Trang nha. Và tiếp tục nữa thì Trang sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về nên chọn tẩy trang như thế nào để phù hợp cho làn da. Thì trong việc mà tẩy trang cũng như là việc làm sạch cho làn da của mình cũng quan trọng nữa. Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước, cho các bạn hiểu hơn để nắm kỹ hơn sau những cái bước trang điểm thì mình còn phải làm như thế nào để giúp cho da các bạn được khỏe khoắn hơn, cũng như là được tươi trẻ hơn, lấy lại tràn đầy sức sống cho làn da mình. Thì mình áp dụng những cái sản phẩm về sau như là dưỡng hay kia nọ thì nó cũng giúp cho làn da các bạn được cải thiện hơn. Và sau đây thì Trang cũng hướng dẫn cho các bạn như thế nào luôn nha. Thứ nhất là về da dầu. Đối với những da dầu thì các bạn nên chọn những dầu tẩy trang mà có cái dạng nước đó, thì nó sẽ giúp cho da các bạn nó được hạn chế đi dầu tiết ra nè, nó giúp cân bằng lại cái lượng dầu trên làn da. Các bạn có hỏi là mình da dầu thì mình không cần phải tẩy trang, lỗ chân lông giãn nở, những cái bụi bẩn nó tích tụ vào trong đó đi, mình phải tẩy trang thì tẩy trang. Như vậy thì mình phải dùng những dạng dầu thì nó sẽ cân bằng lại cái lượng dầu trên làn da của các bạn, cho nên các bạn cần phải lưu ý về phần này ha. Còn đối với những bạn mà da khô thì mình nên chọn tẩy trang như thế nào? Thì đối với những bạn mà về da khô thì các bạn có thể chọn những cái dòng tẩy trang như có dạng sữa nè, dạng kem, nó sẽ cung cấp cái độ dưỡng ẩm vào cho da để tránh tình trạng da các bạn bị khô hoặc căng cứng hơn. Các bạn hãy tham khảo đi, thị trường rất là nhiều dòng tẩy trang luôn, thì mình cứ chọn theo làn da của mình như thế nào thì mình chọn theo tẩy trang như vậy thì nó sẽ phù hợp cho làn da của mình hơn. Thứ ba nữa đó là về da nhạy cảm. Tẩy trang mà có cái chất tẩy nhiều, nó làm da các bạn dễ cảm ứng, dễ mẫn cảm hơn. Thì đối với những bạn nào mà da nhạy cảm thì mình nên lưu ý những cái phần đó. Đối với da hỗn hợp thì các bạn có thể chọn dạng gel nè, dạng nước nè, dạng nhà nào cũng được hết. Rất là dễ vì da hỗn hợp mà hầu như là dễ dùng những cái dạng tẩy trang lắm. Và tiếp tục nữa thì Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước skin care sau khi make up. Thì ở đây Trang sẽ gợi ý cho các bạn đó là 6 bước để cho các bạn dễ hiểu hơn, cũng như là mình dễ áp dụng khi mà mình thực hiện sau khi make up mình dùng như thế nào. Thứ nhất đó là vệ sinh tay. Thì ở đây Trang cũng nhắc rất là nhiều về vấn đề này luôn. Lúc nào cũng vậy, khi mà mình dùng sản phẩm hoặc là mình dưỡng bất kỳ gì trên da khuôn mặt của mình thì mình phải vệ sinh tay kỹ. Nhất là bạn nào mà da nhạy cảm kia nọ, mình da tay vi khuẩn là dễ bị dị ứng, mẫn cảm nên là mình khó dùng, khó dưỡng, khó gì lắm. Bước thứ hai là mình dùng tẩy trang. Thì tẩy trang đây Trang cũng đã chia sẻ, cũng là nêu cho các bạn hiểu vấn đề, thì mình coi tình trạng da các bạn như thế nào thì mình chọn những cái tẩy trang phù hợp cho làn da của mình. Da dầu mình chọn gì, da khô chọn gì, da nhạy cảm chọn gì, hoặc là da hỗn hợp mình chọn cái gì thì Trang cũng đã chia sẻ cũng như là chỉ cho các bạn rồi. Cho nên mình cần phải tẩy trang, đó là việc rất quan trọng sau bước trang điểm luôn. Đó với những bạn nào mà thường có công việc trang điểm liên tục trên khuôn mặt của mình, đó là tẩy trang không thể nào thiếu được á. Thì tẩy trang bây giờ trên thị trường rất là nhiều dòng tẩy trang lắm, cứ theo da của mình như thế nào thì mình chọn ha. Có những dạng tẩy trang các bạn cần phải bôi xong bạn cần phải rửa mặt lại, hoặc là các bạn cần phải dùng sữa rửa mặt rửa lại nữa, nó mới sạch, nó không có nhờ trên làn da của mình nó mới cắt tiếp tục. Cho nên
Ở phần này các bạn lưu ý giùm Trang về vấn đề này nha. Khi mà tẩy trang thì các bạn nên chọn những cái tẩy trang như thế nào và công việc của mình như thế nào để mà tiện. Sau lớp tẩy trang và sữa rửa mặt thì mình dùng đó là gì? Toner. Thì toner là tùy theo tình trạng da cũng như công việc của các bạn dùng như thế nào. Thì những cái video lần trước Trang có chia sẻ về cách chăm sóc dưỡng da đó, thì tùy theo các da các bạn, nếu mà các bạn dùng những cái sản phẩm sữa rửa mặt nào có cân bằng được cái độ pH da, còn nếu không các bạn nên dùng lại nước hoa hồng để mình cân bằng lại cái độ dưỡng ẩm cho làn da để nó không có bị khô cứng cho làn da của mình. Và thứ sáu nữa là gì, mình thoa serum và kem dưỡng. Thì đối với serum thì các bạn nên chọn những dòng serum nào tùy thuộc vào tình trạng da của các bạn nè, cũng như là dưỡng trắng thì mình chọn như thế nào, còn những cái bạn nào mà có bị nám hay tàn nhang mình chọn như thế nào. Và sau với serum đó thì các bạn nên tắt ẩm vào bằng kem. Thì ở bằng kem thì tùy thuộc thôi nha, chứ Trang không bắt buộc. Thì tùy theo tình trạng da có bạn thì dùng serum không thì vẫn mang hiệu quả, có bạn thì dùng kem không dùng serum, còn có bạn thì dùng cả hai, đó là tùy theo mọi bạn. Cho nên Trang không bắt buộc các bạn phải áp dụng phải đủ hết các bước. Để sau khi mình tắt thì giúp cho làn da các bạn được khỏe mạnh hơn, cũng như là được tươi sáng cho làn da của mình hơn. Vì khi mà da các bạn được khỏe mạnh thì các bạn dùng những sản phẩm hoặc là khi mà các bạn make up làn da mình vẫn được đẹp, vẫn được mịn màng, vẫn được bật sáng mặt của các bạn lên. Đó là 6 bước skincare sau khi make up như thế nào thì Trang cũng đã gửi cho các bạn, và các bạn hãy tham khảo qua như thế nào phù hợp cho mình thì các bạn nên áp dụng nha. Và sau đây thì Trang cũng sẽ có những lưu ý nhỏ cho các bạn sau khi mình make up nữa để giúp cho làn da các bạn cũng như là được khỏe mạnh hơn, thì mình cần có thể tham khảo thử những ý Trang gợi ý sau đây nha. Thứ nhất là tẩy trang kỹ lưỡng thì Trang cũng có chia sẻ rồi, thì tẩy trang ở đây mình chọn những cái trang tẩy trang nào mà để phù hợp khi mà mình make up để mà làm sạch đi những cái lớp trang điểm. Thứ hai là rửa mặt sạch với sữa rửa mặt dịu nhẹ. Thứ ba nữa thì mình dùng toner, thì toner ở đây mình sẽ cân bằng lại cái độ pH cho da. Thứ tư nữa là dưỡng ẩm, thì ở đây các bạn chọn serum hoặc là kem để giúp cho da các bạn giữ được độ ẩm này, cũng như là được căng mướt mịn cho làn da của mình. Thứ năm nữa là chú ý đến vùng mắt. Ở vùng mắt mình thì rất là nhạy cảm cũng như là rất là quan trọng luôn, cho nên mình chọn những cái sản phẩm nào mà chuyên về cái vùng mắt để an toàn cho vùng mắt của mình nha. Thứ sáu nữa là bạn nên hỗ trợ mặt nạ để mà tắt ẩm. Thứ bảy là các bạn kiểm tra độ dưỡng, thì Trang cũng đã có chia sẻ cho các bạn, sau khi các bạn thoa hoặc là các bạn dưỡng một sản phẩm nào đó hoặc là các bạn thay đổi một cái sản phẩm nào trên làn da của mình, các bạn nên kiểm tra cái độ dưỡng của sản phẩm đó có thích ứng cho làn da của mình hay không. Kiểm tra ở đâu? Các bạn kiểm tra ở vùng này hoặc là vùng đây, đó là những cái vùng dễ bị kích ứng nhất. Các bạn chỉ cần test nhẹ lên đây thôi, để tí xíu khoảng 2-3 tiếng sau các bạn cảm giác là nó ngứa là các bạn sẽ biết. Và thứ 8 nữa là thường xuyên mình sẽ thay đổi những sản phẩm trang điểm, xem những cái sản phẩm nào mà hết đáp hay là gần hết quá hạn, dùng lên nó sẽ dễ kích ứng cho làn da mình lắm. Tại vì sản phẩm này cũng vậy, nó phải có một thời gian nhất định khi mà các bạn dùng, cho nên mình còn phải coi hạn trước khi dùng, và thời gian cận quá thì các bạn có thể bỏ xong. Và Trang cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì trong video của Trang hôm nay cũng hơi khá ngắn, Trang chỉ gửi đến cho các bạn là chăm sóc da sau make up như thế nào, Trang nó đúng cách, cũng như là giúp cho làn da các bạn được khỏe mạnh hơn, được tư tắn cho làn da của mình hơn, để mình giữ những cái bước về sau, cũng như là những cái lớp trang điểm nó được mịn, được đẹp hơn. Thì đó là những ý mà Trang muốn chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và Trang xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Trang, và hãy cho Trang xin luôn like, đăng ký và những video kế bên để mình đón xem những video của Trang nhé.